Sau khi làm quen về cái môi trường và những cái thao tác cơ bản hay sử dụng thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc làm quen với thao tác tạo ra những cái đối tượng cơ bản ban đầu ở trong môi trường Illustrator. Thì Illustrator cung cấp cho chúng ta một số các công cụ tạo hình cơ bản bao gồm hai cái nhóm. Đấy là công cụ cơ bản thì gồm có các công cụ như là tạo hình chữ nhật, tạo hình chữ nhật bo góc, công cụ ellipse, công cụ đa giác, công cụ tạo ngôi sao và một cái thứ cũng tương đối là đặc biệt đó là tạo ra một cái tia sáng phản chiếu ngược. Tức là thường thường là khi mà chúng ta chụp ảnh hoặc là quay phim thì nếu mà có cái luồng sáng ngược mà nó chiếu vào trong ống kính thì nó sẽ tạo ra một cái lóe sáng ở trong cái cảnh quay hay là ở trong cái ảnh mà chúng ta chụp. Thì Illustrator cung cấp một cái công cụ để tạo ra cái đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm quen với công cụ đầu tiên là công cụ Rectangle để tạo cái chữ nhật, và phím tắt của nó là phím M. Tôi chọn cái công cụ thì tôi sẽ có hai cách để mà tạo ra hình chữ nhật. Một cách là thao tác trực tiếp, thao tác trực quan, và thao tác thứ hai là sẽ nhập tham số vào để có được một cái kích thước chính xác ngay từ ban đầu. Thao tác trực quan thì nó rất là dễ, đó là chúng ta chọn công cụ hoặc nhấn phím M, sau đó thì đưa trỏ chuột vào trang giấy và nhấp giữ chuột, sau đó thì kéo dê nó đi chéo một đoạn, có thể là lật lên trên, có thể là sang trái hay xuống dưới hay sang phải vân vân, thì tùy theo chiều tay kéo của các bạn thói quen. Thế và các bạn sẽ nhìn thấy một cái khung màu xanh được tạo ra, đấy chính là cái khuôn khổ chính xác của cái đối tượng nếu như bây giờ mà chúng ta nhả chuột ra. Còn nếu muốn to hơn, muốn nhỏ hơn, cao hơn, béo hơn, gầy hơn thì chúng ta sẽ co kéo. Khi nào mà thấy cái hình mà chúng ta cảm thấy là hài lòng rồi thì chúng ta sẽ buông chuột ra. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái thẻ nhỏ nhỏ, nó hiện ra ngay ở bên cạnh cái trò chuột ấy, thì nó cũng thông báo luôn cho chúng ta là hiện tại thì cái kích thước này đang là ngang bao nhiêu, dọc bao nhiêu. Đấy, và các bạn có thể co kéo cho tới khi nào mà đạt được cái kích thước mà các bạn mong muốn. Và tuy nhiên là khi mà chúng ta thao tác như thế này thì cũng tương đối khó để mà làm di chuột cho nó đạt được cái độ chính xác tuyệt đối ngay như lúc mà chúng ta di chuột đó. Thế thì Illustrator lại cung cấp cho chúng ta thêm một cái phương pháp nữa, đó là chính xác tuyệt đối luôn. Thì chúng ta sẽ không di chuột chúng ta vẽ, mà chúng ta sẽ làm như sau: chọn công cụ, sau đó đưa vào cái vị trí mà chúng ta muốn cái hình xuất hiện, và các bạn kích chuột một cái rồi các bạn nhả ra thì nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại. Trong đó nó cung cấp cho chúng ta hai cái trường là rộng bao nhiêu và cao bao nhiêu. Các bạn muốn một cái kích thước chính xác như thế nào thì các bạn điền vào đây, ví dụ 150 chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta điền vào đây, chúng ta nhấp OK thì nó sẽ vẽ ra một cái hình có kích thước như chúng ta yêu cầu, và nó sẽ xuất hiện tại đâu, tại chính cái điểm mà các bạn kích chuột. Nó sẽ coi đấy là điểm bắt đầu. Đấy. Và nó sẽ phát triển sang bên phải và xuống phía dưới để tạo ra cái hình cho các bạn theo đúng cái yêu cầu. Và thường thường thì khi mà các bạn kích chuột vào đây thì các bạn cũng sẽ thấy có sẵn một cái tham số được điền vào trong đó. Thì đấy là tham số được lưu từ cái lần làm việc gần nhất để tạo ra cái đối tượng hình chữ nhật. Đấy, và nó vẫn lưu. Và nếu như các bạn nhấp OK thì nó sẽ lại tạo ra một cái sản phẩm giống hệt như cái sản phẩm lần gần nhất đã được tạo ra. Còn nếu các bạn không muốn thì các bạn có thể là gia giảm các tham số khác. Và lưu ý rằng là ở giữa hai cái trường này thì nó có một cái biểu tượng ở hình cái xích. Hiện tại thì nó đang để ở cái chế độ là không liên quan đến nhau. Đấy, thì bạn có thể sửa đổi những cái tham số này riêng. Nhưng nếu mà bạn khóa cái trường này lại thì khi mà bạn tăng cái kích thước của chiều này lên thì cái chiều kia nó cũng sẽ được tăng tương ứng luôn. Tức là nó giữ cái tỷ lệ giữa hai chiều. Đấy, thì đây là cái cách để mà chúng ta có thể tạo ra những cái hình chữ nhật một cách trực quan hoặc là theo tham số để mà tạo ra những cái hình thật là chính xác luôn.
Thì thao tác về hình chữ nhật thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên là bây giờ các bạn lại lưu ý một tí, nếu mà chúng ta làm việc với lại các phiên bản khác nhau thì nó cũng sẽ có những cái điểm khác biệt giữa phiên bản nọ và phiên bản kia. Thì Illustrator thì trước đây thì nó đưa ra những cái công cụ đó là rectangle và round. Thế thì trước đó thì hình chữ nhật là chỉ là hình chữ nhật thôi, còn lúc nào mà chúng ta muốn là xử lý cái góc của nó được bo tròn thì nó lại dùng cái công cụ thứ hai. Tuy nhiên là sang tới phiên bản CC thì bắt đầu Illustrator và bổ sung cái tính năng là điều khiển các cái góc vào trong cái công cụ hình chữ nhật này. Cái này thì Corel thì nó có từ đời tám hoánh rồi, nhưng mà Illustrator nó mãi gần đây cái phiên bản CC nó mới bắt đầu bổ sung cái chuyện đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở trong hình chữ nhật thì nó lại còn có thêm bốn cái điểm tròn tròn nằm ở gần góc, và khi tôi đưa chuột vào sát cái nào thì nó sẽ biến chuyển cái hình của con trò chuột, thay vì là một cái hình chữ thập thế này thì nó sẽ thành một cái hình mũi tên và có một cái góc cong đi theo bên dưới. Và với cái trò chuột này thì tôi bấm vào cái điểm tròn tròn này và tôi kéo thì tôi sẽ có thể là vê tròn cái góc của cái hình chữ nhật này. Trong InDesign có chế độ này không? InDesign nó thì nó không kéo thả trực tiếp, nhưng nó có hỗ trợ cái công cụ để có thể vê tròn góc. Nó không hiển thị như thế này không? Không, nó không có cái điểm như thế này, mà nó sẽ dùng cách khác. Nó sẽ có một cái tiện ích riêng để mà biến chuyển các cái góc riêng. Nó có tiện ích như thế này không? Dễ dàng sử dụng như này không? Trước em cũng có định làm một cái nó sẽ phải gọi lệnh ra, nó gọi lệnh ra, nó như là một cái tiện ích thì nó sẽ cung cấp cho nhiều cái tùy chọn khác nhau để mà mình co kéo. InDesign thì nó không kéo trực quan mà nó sẽ bấm vào cái tùy chọn để mà nó chuyển loại. Thế thì với cái công cụ hình chữ nhật này, nếu như mà chúng ta đã đụng tới cái vấn đề là vê góc thì các bạn sẽ thấy là thao tác này thì nó đều tất cả các góc, tức là góc nào cũng bị kéo khi mà tôi kéo một điểm bất kỳ trong số 4 điểm này. Đấy. Tôi kéo một thì nó thay đổi cả 4. Thế nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng muốn thế. Có những lúc tôi chỉ muốn là kéo một góc nào đó thôi. Đấy, thì hoặc là kéo cả bốn nhưng mà bốn góc này nó không đều nhau chẳng hạn. Thì trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ tìm thấy cái sự trợ giúp nó nằm ở trên thanh option. Thì các bạn sẽ tìm tới cái nút lệnh sharp này. Đấy. Và khi bấm vào đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái hỗ trợ để mà tùy biến ở trên này. Ở đây thì là kích thước về chiều rộng và chiều cao. Đấy, thế còn ở dưới này, đây là bốn góc mà chúng ta đang nhìn thấy đấy. Nếu như bạn muốn là một cái góc nào đó mà biến chuyển mà các góc kia không biến chuyển theo thì lúc đó các bạn sẽ phải gọi cái thằng này ra. Tuy nhiên cái hiện trạng của nó thì vẫn đang có một cái xích bốn cái trường này lại, và do đó nếu như mà tôi tăng hay giảm một cái thằng nào đó thì những thằng còn lại sẽ bị kéo theo, cũng vẫn giống như vừa nãy. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn là đưa những cái này về dạng cá biệt thì các bạn phải bấm vào cái xích này để tháo dỡ cái sự liên kết giữa bốn góc ra, và lúc này thì tôi có thể là ra giảm các tham số của từng góc riêng mà không còn liên quan tới các góc khác nữa. Đây, để ý, bấm vào đây cho tới khi nào nó gạch chéo cái link này thì lúc đó nó sẽ tạo ra một sự hoạt động độc lập của từng góc một. Thế và ở trong này thì mọi người cũng thấy là ở bên dưới
nó có một số các cái checkbox và nó đã đánh dấu sẵn. Chúng ta cũng có thể là bỏ đi hoặc là vẫn giữ nguyên. Thế thì cái checkbox đầu tiên thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề là scale cong nhe, tức là khi mà tôi co kéo, tôi thay đổi kích thước của cái hình này thì nó sẽ thu những cái góc này một cách tương ứng đó. Nếu không đánh dấu cái này thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là khi tôi co cái hình thì hình bé đi nhưng mà cái góc mà V của cái này nó giữ nguyên, thì nó sẽ dẫn tới một cái sự mà bất hợp lý, bất thăng bằng ở trong cái hình này. Đấy. Và do đó thì cái này thì nên để chứ không nên là tắt nó đi. Cái ở dưới là stroke và effect, tức là nó sang một khái niệm khác là cái đường viền. Đường viền thì trước đây ấy, nó cũng rơi vào một cái tình trạng là một tham số bất biến. Ví dụ như là tôi có một cái hình nó rộng độ khoảng 100 x 100 mm chẳng hạn, và tôi thiết lập cho nó độ dày độ khoảng 3 mm cho cái đường viền. Thế thì khi mà tôi thu nhỏ cái hình lại thì cái đường viền nó vẫn bất biến, tức là có thể tôi thu nó lại còn 10 x 10 mm thôi, thế nhưng mà cái đường viền nó vẫn dày 3 mm, thì cũng lại dẫn tới tình trạng là không cân đối đó. Hoặc là nếu mà tôi lên đến 1000 x 1000 nó cũng vẫn là 3 mm chiều dày đường viền, thì nó không hợp lý. Thì đánh dấu cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề là luôn luôn duy trì được cái tỷ lệ hợp lý giữa độ dày đường viền và cái diện tích bề mặt của đối tượng. Không, thì đây nó là đã đánh dấu một cách mặc nhiên rồi, trừ phi chúng ta không muốn thế. Bình thường mặc định là đánh dấu cả hai. Nó đã đánh dấu sẵn cả hai rồi. Đặc biệt thì mình chọn thì mình sẽ. Thì mình mới tắt đi thôi. Còn nó đã mặc định cho mình sẵn rồi. Tại vì đây là nguồn gốc của rất nhiều cái vấn đề là lỗi khi mà chúng ta làm. Đấy. Mà lỗi đấy thì là do cái quy cách làm việc thôi. Tại vì người Việt Nam mình thì nói tóm lại là nó rất là tùy tiện trong làm việc. Đấy, thường thì nếu mà làm việc đúng quy trình thì cũng không xảy ra chuyện đó. Ví dụ như là khách hàng yêu cầu chúng ta làm một cái bản thiết kế với kích thước bao nhiêu đó, thì ngay từ ban đầu chúng ta vào làm thì chúng ta đã phải tạo ra cái khổ tài liệu là đúng bằng cái kích thước thành phẩm mà khách hàng yêu cầu rồi. Và chúng ta làm việc ở trên cái khổ đó, thì nếu mà nó có co, nó có duỗi thì cũng chỉ là biến đổi xíu xíu thôi ở trong cái phần đấy. Thế nhưng mà đáng tiếc là chúng ta làm việc rất là tùy hứng và rất là vô nguyên tắc. Có nghĩa là thường thường là các bạn không cần quan tâm tới cái khổ thành phẩm là bao nhiêu, mà cứ làm thật to lên với cái tâm lý là to thì trông cho nó dễ, thao tác cho nó dễ. Thế và làm to thì thường là nếu mà làm đường viền thì lại phải viền dày thì nó mới tương ứng được với lại cái diện tích bề mặt đó. Thế đến lúc mà làm xong rồi, hài lòng về tỷ lệ, hài lòng với bố cục, hài lòng với nội dung rồi, thì đến lúc đấy mới bắt đầu quan tâm lại là thì khách hàng yêu cầu khổ bao nhiêu nhỉ, thì lúc đấy mới gom tất cả lại, đúng không? Và sau đấy thì bắt đầu là lôi lôi kéo kéo để đưa nó về cái kích thước thành phẩm. Thế nhưng mà họ lại thường quên một cái vấn đề là cái stroke đó nó bị mặc định là hằng số. Đấy. Và khi co lại như thế mà lại thiếu quan sát thì sẽ dẫn tới trường hợp là nhiều khi cái bề mặt thì nó bé tí lại, nhưng bề mặt nó to đùng, nó lấp hết cả lên. Đấy. Thế cho nên là bây giờ thì dựa vào cái phản hồi rất là nhiều của người dùng thì Illustrator nó cũng đưa ra những cái hỗ trợ tốt hơn. Đấy, thì nó sẽ đặt luôn cái chế độ là những cái chế độ scale đó là cái chế độ mặc định luôn, để cho
người làm thì cứ việc là co, cứ việc là duỗi thôi. Chứ còn nếu không ấy thì sẽ rất nhiều cái trường hợp là bị lỗi do thu phóng sản phẩm một cách vô tội vạ. Dễ hiểu như này nhé, ví dụ như là bạn vẽ lại một cái logo chẳng hạn, bạn vẽ một cái logo, thế bây giờ bạn nhận được hai yêu cầu, ba yêu cầu gì đấy làm các loại sản phẩm, ví dụ như là làm cái hội thảo chẳng hạn, thế thì bạn làm một băng rôn treo ngang đường, nó rộng độ khoảng 5 mét treo ngang đường, thế sau đó bạn lại làm một cái thẻ cho nhân viên đeo ngực này, rõ ràng kích thước của một cái băng rôn mà nó rộng 5 mét để treo ngoài đường với một cái thẻ nó chỉ độ khoảng to bằng cái quân bài mà đeo vào ngực này, nó khác nhau một giờ một vực luôn. Thế nhưng bạn lại vẽ cái logo đấy, đầu tiên là bạn vẽ cho cái khuôn khổ của thằng băng rôn đấy, nó rất là to và bạn vẽ cái đường viền cực kỳ dày. Thế sau đó thì bạn lại làm cái thẻ xong, đúng không? Cái thẻ này bé đúng cỡ rồi, nhưng mà sau đó thì bạn quên mất cái vấn đề là cái băng rôn thì nó rất là to, thế bạn nhặt cái logo to từ cái thiết kế trước, bạn vứt sang cái sau, bạn co nó lại. Đấy thì cuối cùng là nội dung ở trong chả nhìn thấy đâu nữa, chỉ nhìn thấy cái viền thôi. Tại vì đường viền che lấp. Đúng rồi, tại vì đường viền nó bất biến. Vâng. Nguyên tắc gốc của nó ngày xưa là bất biến. Và muốn mà nó biến ấy, thì là phải tự tay mình chọn cơ. Mình chọn chế độ thì nó mới co duỗi theo. Thế cho nên bây giờ là nó thôi, nó không hỏi han nữa mà bây giờ nó đặt được hoạt định. Còn nếu mà ông muốn là nó bất biến thì ông tắt chế độ đi. Đấy thì đấy là những cái thao tác để vẽ cái hình đầu tiên, hình chữ nhật. Đấy. Hai cách vẽ trực quan và nhập tham số. Trường hợp thứ hai là công cụ hình chữ nhật bo tròn góc. Thì cái này lại là công cụ gốc ngày xưa của Illustrator. Nó giúp cho chúng ta có thể là vẽ ra những cái hình chữ nhật mà có cái góc được bò tròn. Nó cũng có hai cách thao tác giống như là hình chữ nhật kia, có nghĩa là vẽ trực quan và nhấp chuột và nhập tham số vào. Thì vẽ trực quan thì các bạn vừa nhìn thấy rồi đó. Thế còn nhập tham số thì nó lại cho chúng ta thêm một trường nữa. Ngoài cái trường chiều rộng và trường chiều cao thì nó có thêm một cái trường nữa là trường Cornea Radius ở đây, là để giúp chúng ta thiết lập cái góc sẽ được bò tròn với lại cái cung là bao nhiêu. Thế nhưng mà cái công cụ gốc này, cái công cụ cũ này thì nó có một cái điểm dở là gì? Cái con số mà chúng ta điền vào đây nó lại là con số hàng số. Đây, bây giờ nhìn nhé, con số này bây giờ tôi cứ cho nó là ví dụ 10 đi. Đó. Ok. Đây là cái hình mà chúng ta vừa mới vẽ ra bằng tham số nhé. Bây giờ tôi lại vẽ một loạt các hình khác. Hình bé thế này. Hình to hơn một tí. Hình to hơn nữa. Hình to hơn nữa. Hình to hơn nữa. Thì thực ra thì cái thằng nào cuối cùng ra nó cũng sẽ có một cái tham số bằng nhau. Đấy. Nó bị chốt chết vào một cái tham số đấy. Thế do đó thì nó sẽ rất là khó khi mà bây giờ tôi muốn vẽ trực quan. Mà thường thường là tôi hình càng to thì cái cung nó sẽ cần một cái độ uốn to hơn. Thế thì Illustrator hỗ trợ chúng ta một cái phương pháp là vừa vẽ trực quan mà vừa điều chỉnh như thế này. Các bạn cứ vẽ đi, nhưng mà đừng nhảy chuột ra vội. Thế và quan sát ở trên hình này để thấy là cái cung này nó đã vừa ý mình chưa. Nếu chưa vừa ý thì các bạn cứ giữ phím chuột để cho cái thao tác này vẫn tiếp tục. Và các bạn nhấn cái phím mũi tên. Bằng cách là nhấn phím mũi tên thì chúng ta sẽ có mũi tên lên trên hoặc xuống dưới. Thì với cái thao tác này thì chúng ta sẽ gia giảm được cái Cornea Radius cho cái hình mà đang vẽ dở này. Đấy, mũi tên xuống dưới là giảm dần. Nếu mà chúng ta ấn mãi thì nó sẽ giảm với góc vuông. Còn nếu mà chúng ta ấn phía mũi tên lên thì bắt đầu nó tăng dần cái cung Cornea Radius này, giúp cho chúng ta điều chỉnh được cái góc V này nó lớn hay bé.
cho nó phù hợp với lại thao tác mà chúng ta cần. Ngoài ra thì có một cái phép hoán đổi nhanh nữa, đó là cái phím mũi tên sang trái hoặc sang phải. Nếu tôi nhấn phím mũi tên sang trái thì tôi trả cái hình này về hình chữ nhật, còn nếu mà nhấn sang phải thì nó trả sang cái hình bó góc. Đấy. Thế còn mũi tên lên trên hay xuống dưới thì là ra giảm tham số cho cái tòa nhà radius đó. Khi nào cảm thấy hài lòng rồi thì nhả chuột ra là xong. Và tất nhiên là ở phiên bản CC này thì nó cũng vẫn bố trí với lại cái hình này những cái điểm điều khiển giống như là của hình chữ nhật kia. Thực ra thì khi mà nó đã bổ sung cái tính năng gọi là vê góc này cho cái hình chữ nhật này thì thực ra thì công cụ round rectangle này thì thực ra là không còn lý do để tồn tại nữa rồi. Tôi không hiểu tại sao nó không bỏ cái công cụ này đi. Đấy. Hoàn toàn là cái thằng này là không còn lý do tồn tại. Tại vì cách chỉnh thế này các bạn sẽ nhìn thấy là nó hoàn toàn giống như là cái hình chữ nhật vừa rồi. Thế đấy là công cụ vẽ hình chữ nhật bo góc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu tới công cụ Ellipse. Công cụ Ellipse thì nó chả khác gì hình chữ nhật, tức là cũng có hai cách vẽ trực tiếp này, và nhấp chuột để vẽ ra bằng tham số, và nó cũng chỉ đơn giản có hai trường, đúng không? Chiều rộng và chiều cao, điền vào bao nhiêu thì nó sẽ vẽ ra cái đối tượng với kích thước bấy nhiêu. Đấy, hình này thì đơn giản vậy thôi, không có thêm thắt cái gì cả. Thế nhưng mà ở trong Illustrator thì ở các cái phiên bản mà gần đây, đây chúng ta sẽ xem thêm một số các cái bổ sung của nó. Khi mà chọn một cái đối tượng mà Illustrator mà vẽ ra hình ellipse như thế này thì các bạn bấm vào cái shape này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta thêm một số các cái tùy chọn như thế này. Tức là chuyển sang dạng pie. Nó sẽ giống như là một cái bánh bị cắt khuyết đi một phần. Chúng ta sẽ có hai cái điểm điều khiển. Đấy, chúng ta sẽ có hai điểm điều khiển. Và điểm điều khiển như thế này, khi mà tôi bấm vào cái điểm điều khiển này, tôi kéo thì tôi có thể là ra giảm cái miếng này nó chạy như thế nào. Đấy. Đấy là điều khiển trực quan nhé. Còn ở trên này thì các bạn sẽ thấy hai điểm, điểm đầu và điểm cuối của cái pie đó, và bằng cách là ra giảm các tham số ở đây. Thì tôi có thể là di dịch các cái điểm này một cách chính xác. Thực ra thì cái võ này là cái võ mà thằng Corel nó làm từ đời tám hoánh rồi. Thì Illustrator bây giờ thì lại bổ sung theo. Illustrator nó làm rất là chỉnh chu. Đấy. Thực ra thì môi trường và cách làm việc của Illustrator rất chỉnh chu, đôi khi là cứng nhắc. Đấy, trong khi Corel thì nó tùy biến rất là tốt. Đấy, thì trong các phiên bản gần đây thì đang có xu hướng là Illustrator đang bổ sung những cái tính năng mà vốn Corel đã có từ trước rất là nhiều rồi. Thì bây giờ nó đang có cái xu hướng là bổ sung thêm những cái đó. Thế và nó còn ở phía dưới này thì nó còn có thêm một cái tùy chọn nữa, tức là chọn cái phần còn lại. Đó. 360 độ là để tạo ra một hình khép kín. Mà nếu như mà bây giờ các bạn bấm chuyển như thế này, đó, thì các bạn có thể lấy phần ngược lại. Thế thì đây là cái bổ sung mới mà có gần đây cho các phiên bản CC. Chính xác là từ phiên bản CC đầu tiên ấy, thì bắt đầu nó mới có những cái chuyện gọi là bổ sung này. Còn CS về trước nhé, các bạn sử dụng CS về trước thì không có cái trò này đâu nhé. Kể cả phiên bản cuối cùng của nó là CS6 cũng chưa có cái này. Thế vậy là chúng ta làm quen thêm được một công cụ nữa là công cụ Ellipse. Phím tắt của nó là phím L.
Có còn thời gian để kiểm nghiệm thêm không ạ? Hay nói tiếp được ngay công cụ tiếp theo? Ok. Công cụ tiếp theo nữa mà chúng ta giới thiệu là công cụ Polygon. Công cụ Polygon thì nó sẽ giúp cho chúng ta vẽ ra các hình đa giác và cũng tồn chứa hai cách, đó là vẽ hình trực tiếp và vẽ bằng cách nhập tham số. Vẽ trực tiếp thì đây, chúng ta nhấp chuột và chúng ta vẽ trực tiếp ra cái hình mà chúng ta muốn. Và mặc định của chương trình thì thường là nó sẽ để cho chúng ta ở cái chế độ là lục lăng như thế này. Tuy nhiên cũng giống như là cái công cụ vẽ hình chữ nhật bo góc thì chúng ta có thể là sử dụng cái phím mũi tên lên hay xuống để mà chúng ta trong lúc vẽ chúng ta điều chỉnh lại cái số cạnh hay là số đỉnh của cái đa giác này. Và tất nhiên là minimum mà các bạn có thể làm là ra hình tam giác, đúng không? Còn maximum thì là vô cùng vô tận luôn. Đấy, và nếu mà chúng ta tăng lên thật nhiều thì đến lúc nào đó thì các bạn sẽ thấy nó rất là giống hình tròn. Thế còn cái cách mà nhập tham số thì nó sẽ chỉ có hai trường như thế này, một trường là radius và một trường là size. Radius là cái độ lớn của cái này, còn cái size là cái số lượng cái đỉnh hoặc là số lượng cạnh của cái hình đa giác. Đối với cái shape này thì đây chúng ta xem thử xem là nó cung cấp thêm những cái gì nhá. Các bản CC thì bây giờ nó đang bổ sung tương đối nhiều cái tiện ích nhỏ nhỏ. Đây các bạn xem này, tôi chọn một cái đối tượng này, sau đó thì vào shape. Thì cái bảng này thì thứ nhất là cái này sẽ là cái để mà cho chúng ta, cái slide này sẽ giúp chúng ta là tăng hay giảm cái số lượng cạnh này, đúng không? Quay thì đơn giản rồi, quay thì đơn giản là góc quay. Thế còn cái này là gì? V tròn các cái góc đó. Thế và còn cái này, tăng giảm rồi, đây là kích thước thôi. Tức là một cái là gì đây ạ? Một cái là tăng tăng về cạnh đó, một cái là tăng về cạnh, một cái là tính toán ra cái đường từ tâm, đường từ tâm hình ra. Đấy, nhưng mà chắc là cái mà thú vị cụ thể nhất ở trong này thì là cái bo này thôi. Đấy, giúp cho chúng ta bo nhanh tròn cái góc của các cái hình đa giác. Thì đấy là hình đa giác nhá. Bây giờ chúng ta lại giới thiệu tiếp hình tiếp theo. Hình tiếp theo thì là star. Star thì nó sẽ giúp cho chúng ta vẽ ra các hình ngôi sao. Và để vẽ các hình thì chúng ta chỉ việc là kéo chuột một chút là chúng ta có thể vẽ ra các hình rồi. Ở đây, đây là ngôi sao. Vẽ, đây là vẽ trực quan. Đó. Nếu trong lúc vẽ mà chúng ta lại làm sao? Bấm phím mũi tên lên hay xuống thì là chúng ta sẽ ra giảm các cái tham số về số lượng cánh của ngôi sao. Đó. Minimum thì nó lại quay trở về là hình tam giác. Còn lên đến 4 thì bắt đầu sao 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh và n cánh nào đó. Thế còn khi mà chúng ta nhấp chuột vào đây thì chúng ta sẽ có hai có ba cái giá trị ở trong này. Một cái giá trị đầu tiên là radius, này là cái độ lớn của cái đỉnh của cái ngôi sao. Cái radius thứ hai thì nó liên quan tới cái độ thấp của cái này. Đấy. Và cái point này là số lượng cánh. Radius này mà tôi tăng hoặc giảm thì sao? Ví dụ như là bây giờ đang là 17, tôi cho thành 10 thôi thì sẽ như thế nào? Thì nó sẽ thấp lại. Đấy. Sẽ thấp lại trở thành ngôi sao gầy. Còn nếu mà tôi tăng cái con số lớn lên
thì tôi sẽ có sao béo. Lúc này thì cái độ thấp nó giảm đi và chúng ta sẽ có cái ngôi sao nó mập hơn. Cái đấy là cái thao tác mà vẽ trực tiếp hoặc là nhập các cái tham số khi mà chúng ta làm việc với lại cái công cụ ngôi sao. Tuy nhiên bây giờ chúng ta xem thử một chút xem là cái công cụ ngôi sao này nó có hỗ trợ chúng ta chỉnh sửa gì trên này không. Thì không, thằng này thì không có cái tùy chọn sharp để mà hiệu chỉnh giống như là các cái hình đa giác hoặc là những cái hình chữ nhật. Hay là ellipse gì như vừa đấy. Đó, nó chỉ đơn giản là có cái hình thôi. Tăng giảm thì chúng ta vừa mới xem ở trong cái phong thoại kia rồi. Không có cái lệnh sharp ở trên này. Thế mà cuối cùng ở trong Em nhóm này. đang thắc mắc nhiều lần cái vẽ ngôi sao này không có cái lệnh sát mà. Không có lệnh sharp. Đây. Polygon thì có sharp nhé. Đây. Có sharp này. Ellipse này có sharp này, round rectangle có sharp, hình chữ nhật này có sharp, nhưng star thì không, star thì chỉ có cái hình đấy thôi, nó không bổ sung cái tính năng điều khiển sharp. Thế thì đây là những cái hình mà cơ bản của Illustrator, và cái trạng thái tương đối đặc biệt đó là cái công cụ để vẽ cái tia sáng ngược. Thì cái thao tác vẽ tia sáng ngược này thì nó cũng cung cấp cho chúng ta hai cái phương pháp, một là vẽ trực quan và hai là gia giảm và tạo ra các cái tham số thay đổi. Thế thì vẽ trực tiếp thì chúng ta làm như sau: các bạn đưa chuột vào cái vị trí mà các bạn muốn cái tia sáng ngược đó xuất hiện. Sau đó thì các bạn nhấp giữ chuột và các bạn bắt đầu kéo, thì các bạn sẽ tạo ra cái chùm tia đầu tiên. Sau khi mà hài lòng với cái độ lớn của nó rồi thì các bạn nhả chuột ra và chúng ta sẽ có được cái tia này. Nhưng thao tác đến đây thì chưa hết, chúng ta lại đưa chuột tới một cái vị trí mới. Ở cái vị trí mới này thì bắt đầu nhấp chuột và chúng ta bắt đầu quay. Thì chúng ta sẽ thấy tại cái điểm mà chúng ta nhấp chuột lần thứ hai thì nó sẽ tạo ra một cái tia nữa và nó nối với lại cái cụm hình mà chúng ta tạo ra lúc đầu tiên, và lúc này thì nó vẫn đang giữ cái sự tương tác, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể thu ngắn kéo dài xoay chuyển góc của cái tia phản quang này, và sau khi mà các bạn có kéo tới vị trí mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì nhả chuột ra, thì lúc này chúng ta sẽ có được cái cụm tia sáng ngược hoàn chỉnh đấy. Và với cách như thế này thì chúng ta có thể tạo ra được một cái hiệu ứng nó giống như là một cái sự hắt sáng ngược vào trong một cái ống kính. Và đấy là cái thao tác mà chúng ta làm trực quan. Thế còn nếu mà chúng ta làm bằng tham số thì chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta chọn cái công cụ và chúng ta kích chuột vào trong màn hình thì nó sẽ đưa ra ngay cái hình mà gần nhất chúng ta vừa mới vẽ. Tuy nhiên kèm theo đó là một cái bảng option, trong này nó có rất là nhiều các cái trường khác nhau giúp cho chúng ta có thể là hiệu chỉnh các tham số cho cái chùm tia sáng ngược này. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là nó phân chia ra làm bốn khu vực: center này, Halo này, ring này, ray này, đúng không? Ví dụ như ring chẳng hạn, tôi gia giảm các cái tham số này thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái chuỗi của những cái vòng tròn mà tạo ra ở trên cái tia này nó sẽ gia giảm theo cái tham số mà mình đã đưa vào đây, hoặc là cái direction đấy. Thì cái tia sáng này nó xoay theo chiều nào, đúng không? Rồi cái ray chẳng hạn, những cái tia mà tỏa ra thì number ở đây đang là 15, ví dụ tôi cho nó thành 30 chẳng hạn.
thì cái số lượng nó sẽ dày hơn. Đấy, tia lóe ra như thế, rồi opacity, độ trong đục của cái này, cũng như là brightness, cái độ lóe sáng của những cái tia này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể là hiệu chỉnh để cho nó tạo ra được một cái hiệu ứng khác biệt đi. Đấy. Cái này thường dùng vào ứng dụng vào cái thực ra thì cái này thì nó tạo ra một cái gần như là một cái dạng hiệu ứng, đúng không? Ví dụ như là tĩnh thì tôi nghĩ là nó sẽ ít được sử dụng, nó sẽ gần như là một cái sự hỗ trợ để chúng ta đưa vào trong một cái hiệu ứng mà hơi có tính chất movie, là một cái đoạn là ảnh ghi hoặc là một cái đoạn phim ngắn nào đó. Thế thì khi mà nó giới thiệu về một sản phẩm đó, nó sẽ đặt trong một môi trường, nó sẽ nguồn sáng chiếu sáng và đôi khi tạo ra một sự lóe sáng vào trong một cái sản phẩm ở đâu đó, thì tạo ra những chùm tia này, có lẽ là người ta sẽ sử dụng nó như là một cái tài nguyên từ Illustrator để đưa tiếp vào trong các cái môi trường thiết lập khác nữa, để người ta xoay sản phẩm, người ta tạo ra cái sự chạy của chiếu sáng ở trong sản phẩm, và bắt đầu nó sẽ có cái sự lóe sáng lên. Và tất nhiên là đặt lên trên một cái sản phẩm tĩnh cũng được, không phải là không đó. Đặt lên trên một sản phẩm tĩnh thì cần phải có một cái nền cho nó dễ nhìn, hoặc là đặt trên một cái sản phẩm của nó thì nó sẽ tạo ra một cái sự lóe sáng ở trên cái sản phẩm đấy cũng như này luôn ạ. Đúng rồi. Ví dụ bạn cần phải có một cái gì đó để làm nó lên nữa chứ. Vâng. Đó. Ví dụ cần, thứ nhất là cần phải có một cái nền. Cái này mà nền trắng thì hơi khó nhìn, đúng không? Vâng. Khi mà tôi có một cái nền màu gì đó khác trắng thì bắt đầu là chúng ta sẽ nhìn thấy cái này rõ hơn. Nó trong mà, nó có tính chất trong mà. À, vâng. Trong thì sao cái màu hiển thị trên cái lên màu đỏ thì nó trong thì lại thành màu vàng màu trắng. Trắng thì rõ ràng đây là trắng rồi, à. Tại vì là ngoài sáng rồi, bây giờ đổi thành màu khác nhé. Nó tùy thuộc theo cái nền. Và nó sẽ có cái tính chất khác nhau. Có thể đặt vào đây như là nền, hoặc là đặt lên như là lóe sáng ở trên một sản phẩm nào đó. Đó. Thế thì đây là những cái công cụ mà tạo hình tương đối căn bản ở trong Illustrator. Như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu xong được những cái công cụ tạo hình đầu tiên. Đấy. Có tính chất là nhấp và vẽ ra luôn. Đấy thì các bạn là già lại nhanh trong vòng 1-2 phút thì đấy, xem còn vấn đề gì nữa không. Sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu về các công cụ của nhóm thứ hai, cũng thuộc dạng cơ bản. Đấy là các nhóm công cụ để vẽ ra các đường, các cung. Đó.